Thưa quý vị, tại Bắc Bộ, cao điểm của nắng nóng đã qua, trong đêm nay chuyển hẳn sang trạng thái mây nhiều, mưa xuất hiện cả ở vùng Trung Du, vùng núi và các tỉnh vùng đồng bằng. Cục bộ vẫn có những điểm mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Sang ngày mai, dãy mây dông và vùng áp thấp nóng yếu đi, vì thế miền Bắc trưa chiều hết mưa và chuyển nắng. Ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực Đông Bắc Bộ giao động từ 32 cho đến 35 độ, còn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ là từ 34 cho đến 35 độ. Cục bộ một số nơi vẫn có mức nhiệt cao trên 35 độ. Rãnh mây dông ở phía Bắc cũng có tác động đến miền Trung, nhưng chỉ ở khu vực Thanh Hóa và Nghệ An khiến cho hai tỉnh này trong chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông ở mức rải rác. Sang ngày mai, từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên vẫn xảy ra nắng nóng trên diện rộng, nhưng mức nhiệt cao nhất trong ngày hạ xuống còn từ 35 cho đến 37 độ, cục bộ một vài nơi nhiệt độ cao trên 38 độ. Ở phía Nam, ngày mai là thời điểm gió Tây Nam được dự báo sẽ hoạt động mạnh hơn, vì thế trong chiều tối mai ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ lại có những cơn mưa rào và dông, nền nhiệt thấp. Cao nhất ngày mai ở Tây Nguyên phổ biến mức nhiệt 32 cho đến 34 độ, còn ở Nam Bộ phổ biến mức nhiệt dưới 35 độ, nóng trên 35 độ chỉ còn xảy ra cục bộ ở một vài nơi. Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ, khu vực phía Bắc của vùng biển Bắc Biển Đông, trong đêm nay và ngày mai sẽ có mưa rào và dông ở mức rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió rất mạnh. Ngoài khơi, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió hướng Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 khiến cho biển động nhẹ. Khu vực phía Nam của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Tây Nam cấp 4, mưa dông rải rác về chiều và tối, nên tầm nhìn xa cũng bị giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa, kèm theo đó là nguy cơ về tố lốc và gió giật mạnh. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước.